Chào quý vị các bạn, thì ở các clip trước á, thì công ty Vigo Việt chúng tôi đã giới thiệu với quý khách rất là nhiều loại thiết bị phun sơn, thiết bị dùng hơi, rồi như bơm sơn, nồi trộn, súng phun sơn, ô tô, xe máy, vân vân. Thì hôm nay công ty Vigo Việt chúng tôi xin giới thiệu một cái sản phẩm súng phun sơn W71 của hãng Lano Dongjin Đài Loan. Thì đây, các khi mua về chúng ta thấy này, W71 Taiwan Technology. Đó, đây là cái tem chống hàng giả của hãng đó. Thì đây là cái súng phun sơn W71 2G, thì với cái kim bét là 1.3 mm đó. Đây là dòng súng có thể sử dụng trong các cái ngành gỗ, rồi phun lót ô tô, xe máy đó, phun trên đồ gỗ nội thất. Thì đây, khi mua về chúng ta sẽ có cái súng phun sơn W71 đó. Ta thấy là súng được mạ chrome là khá là đẹp. Đó. Thấy này. Đây. Trên thân á, thì nó sẽ có W71 Lan Dong Jin. Đây là dòng súng với cái giá thành là tương đối rẻ. Đó. Giá thành tương đối rẻ. Nên thường là sử dụng full load hoặc là full load trên ô tô, xe máy, đồ gỗ. Đó. Thì đây là cái dòng súng giá rẻ, tuy nhiên thì chất lượng cũng khá đảm bảo. Đó, chúng ta xài nó khá là tốt. Đó, tuy là dòng súng giá là mềm nhưng mà cái chất lượng cũng là khá cao, với cái độ tinh xảo là súng chúng ta cầm khá chắc chắn. Đó, chúng ta cầm chắc chắn. Thì đây là cái nút chỉnh cái độ chụm xòe này. Đó. Đây là nút chỉnh lượng sơn nhiều, lượng hơi nhiều ít này. Đây là nút chỉnh lượng sơn nhiều ít này. Đó. Súng sẽ có hai nấc, một nấc là ra hơi, một nấc là ra sơn. Thì trên nắp chụp của súng này nó sẽ có 6 lỗ để xé tơi sơn. Đây, một với 4 lỗ này, với bên này một lỗ là 6. Khi chúng ta mở cái nắp chụp ra thì ta sẽ thấy cái bét. Đó. Cái bét đó. Cái bét đây sẽ gồm 8 lỗ nhé. Ở phía dưới là nó sẽ có 4 lỗ, 4 lỗ để xé tơi sơn này. Đó. Rồi đây là 8, thêm 4 lỗ trên là 8. Đó. Cái kim của nó sẽ ở đây, nó sẽ có số là 13. Đó. 13 là kim 1.3. Đó. Cái đầu nắp chụp á thì được mạ chrome. Đó. Sáng đẹp. Đó. Thì với cái cốc đựng sơn là 400 ml ở bên hông. Đó, 400 ml bên hông phía trên. Đó, chúng ta có thể thấy đây. Tôi có thể lấy cái cốc đựng sơn này cho quý khách xem. 400 ml bên hông phía trên. Đó. Đây. Cốc đựng sơn của súng. Giờ ta có thể gắn cái cốc đựng sơn này vào. Đó. Ta có thể gắn cái cốc đựng sơn này vào. Ren là 1/4 nhé. Đó. Quý khách có thể sử dụng bất cứ cái cốc đựng sơn nào mà ren nó 1/4 là có thể sử dụng cho cái súng này. Đây. Đó, chúng ta thấy. Thì trên đây thì công ty Vigo Việt chúng tôi đã giới thiệu với quý khách về cái súng phun sơn W71 của hãng Lano Dongjin ở Đài Loan. Thì để cần tư vấn về sản phẩm thì quý khách vui lòng liên hệ số hotline ở trên clip này, hoặc là kết bạn Zalo hai cái số hotline ở trên clip, và tham khảo thêm các cái sản phẩm thì quý khách vui lòng truy cập vào website cũng chúng tôi đã để trên clip này. Và để ủng hộ kênh thì quý khách vui lòng like, share và subscribe để nhận được các cái clip mới nhất và các cái chia sẻ mới nhất của công ty chúng tôi. Thì xin chân thành cảm ơn, chào tạm biệt quý khách.